tiếng nó dễ kìa. Trời ơi. Thôi con, một cũng đẻ bụng mẹ đau quá. Xong một con chờ. Anh bỏ hết cái vỏ này. Đi ngắm đèn hoa thôi, hẹn chút đi về để thư giãn. Vô trong kia mệt quá à, thấy anh uống nước đông. Ăn kia sắp giờ. Chú đó quay chuyên nghiệp á, quay cái máy đó. Làm xong làm thịt hết nên
Xuống đây là kẹt xe. Để mình đi từ từ, mình đâu có vội gì đâu. Cứ từ từ, cứ từ từ mà đi. Thấy ngọt khói thì quay kiến lên mắt mới lạnh nha. Đâu có khói đâu nè. Người ta chạy từ từ này đâu có khói nè. Mở vô khóa. Ừ, quay kiến xuống. Xoay á. Tay quay. Trời ơi, xe ô tô lên tới kia kia luôn kìa. À, đậu vô trong cắt vô quán. Để cắt vô quán ngon gì đó. Lúc trước chị anh có dẫn mình ăn. Anh ta không biết gì, không đưa tay không. Trời ơi, kìa, nó ngủ nó miệng nè. Thôi con, nửa. À, à, chọc tôi nha. À. Di động kìa. Đó, bên tay phải con kìa, nhìn bên cái xe kìa. Đâu? Nè, trước kìa. Chưa có. Không kìa. Đứng chỉ có đứng đó thôi à. Cái nó rạo bài trên trời. Đó, nó bài nó lúc mắt đó. Nó bài trên trời cao này đâu. Mấy cái mấy trái bóng mà bơm bằng khí cái đá heli nguy hiểm đúng nó phật cháy luôn mấy cái xe thương vậy. Mẹ cũng thương mẹ mà sao thương. Con lớn vậy? Không thương. Thương sao mà lớn vậy? Ba thương đủ rồi. Thương mẹ chứ. Mẹ ơi. Đi con. Đi quá. Đi nhà nhé. Đi nhà không? Để cái ức mẹ đau nè. Chậm chậm. Ở gì mà sao kính. Lèm lên cái đuổi mẹ này. Động chưa? Nhìn vậy có được không? Nhìn vậy được không?
kiếm cái đường nào mình đi về. Cô ốp chát mà thờ sớt bốc tròn. Ông mà bán cây ở ngay đầu cầu, cây ở ngay đầu cầu cho ông chết thì chắc ông chết thì đâu thấy ông. Cô bán gì mà cô ông cố mà bán trước Út cũng biết rồi cũng tin à dạ. Hồi xưa có một bài báo đăng về dạ, đúng rồi. Ông bán ông nuôi cho vợ, bà vợ bị vợ cũng bị bệnh đó. Thấy tội thấy cảnh cũng có mấy chị đi tập thể dục hay đi chết ấy gì cũng hay đi ngang thấy ngồi chờ chị cho bánh ra trái không thấy ông ngồi nữa à lâu rồi. Trong hình anh thấy chụp cái cây xăm sáo là cái này mà không biết có phải cây gì mà cây xương sáo á à, anh thấy cái hình trong Google á chụp giống giống gì không biết phải là cái xương sáo màu đen à xương xăm rồi cái này là cây xương sáo bữa đâu còn á bữa anh coi cái hình Google trời mắt tôi sao tự nhiên ai hả chứ không phải chứ người ta cắt mình xài xương sáo xăm xăm xương sáo có ba năm nay ba mấy tuổi hả ba mươi tám, ba mươi chín tuổi bảy tám là 39 tuổi ở mình là đại gia rồi đó ở như mình là đại gia không khí mát trong lành dưới đây hơi ngọt nè đằng sau anh có nước á trong cái túi màu đỏ à, anh xả
kia chắc bị đụng mốt. Hả? Xe này chắc bị mốt. Ừ. Quẹt đó. Ve, yeah, ve yeah, đụng mốt tí. Cố gắng camera. Ve. Yeah. À, đa số người ta tự gắn để dễ nghe vậy. Xe mình tuy không đẹp nhưng ai cũng ngước nhìn nhỏ xíu. Nhìn với soi mình xe mình với mấy kia Amonin mà nó còn bự hơn mình. Lê lợi, lê lợi. Bốn thần
đang về nè, đang kiếm đường về nè con. Ba đang hết biết đường rồi, ba chạy dọn đường nào về được. Xe của anh ba không cao nhưng mà mọi người cứ ngước. À, mọi người nhìn cái xe mình lạ lạ. Từ thời tiền sử. Đúng rồi, người ta nói, ủa cái người này ở bên 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 Ấn Độ qua sao không biết nữa. Người ở trong thì cố đi ra, người ở ngoài thì cố đi vô.
đường Nguyễn Huệ đây hả? Giờ hết biết cái đường nào đường Nguyễn Huệ đó kìa. Người thì đi vào nhà nhà đi vô. Ôi. Giờ đi đường nào về đây? Tám. Coi nhiều người ham vui giống mình. Ta đi coi đường hoa đó. Như vậy mà vô đường hoa chụp hình sao được. Xem nhạc ở trong đó. Buổi sáng đi. Nè, cố khiêm giống mấy bạn không? Nó bắn. Nè, ví dụ Bờ đờ là bờ đó. Mà hò là cái gì đó? Sai. Mà hò là gì không? Vậy đó, nhỏ heo. Bờ mẹ con á, chụp cây á, được đặt tên là nhỏ heo đi. Bờ đờ là gì không? Là đó. đám đông nữa. Thì đó.
xe Honda, xe Honda chắc gửi 20-30 ngàn. Đây nè, đường hoa nè, nè đường hoa Nguyễn Huệ nè. Thấy gì đó, đại sự cứ lên cái chấn chỉnh, chấn chỉnh giống như cái đèn. Mấy này là phải nộp phép cho phường, nộp ấy cho phường hết rồi, phường xã không thấy được. Mày hỏi lại nè, tại vì bạn chạy cho ba, tại vì có đi là đi ban ngày thôi, không đi buổi tối này. Ban ngày ta đi chúc Tết á, có tối là mới đi làm đồng. Không hè thoáng rồi. Chết mấy người bên này đây. Mình giống cái năm nào cũng đi đi tới đường hoa rồi xong vòng ra. Đi với chị anh á. Mình đi vòng vòng, đi vòng ngoài. Ê, mình ra bến Bạch Đằng mình ngồi tâm sự đi. Bố phải chế cái xe mà như cái cano á. Tới cái sông, tới sông cái chạy, cái sông. Đó đang làm công trình gì đang làm mấy cái công viên á. Oh yeah, oh yeah.